Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Phần đầu clip, tôi xin được cảm ơn anh em Cường Di đã donate ủng hộ cho kênh. Cùng với đó, tôi xin được cảm ơn các anh em Quang Trần, anh em Nguyễn Tuấn Anh, anh em Trần Đức Trung, anh em Nguyễn Tân Phát, anh em Phạm Ánh Dương, anh em Bùi Cao Liêm, anh em Phạm Xuân Ngọc, anh em Hùng Mạnh và cuối cùng là anh em Trung Trinh. Cảm ơn tất cả các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên cũng như là đăng ký hội viên mới để ủng hộ cho kênh Game Today, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định và ổn định hàng tháng. Cảm ơn các anh em rất nhiều. Hôm nay phải nói là tôi rất là xin lỗi anh em Hùng Mạnh. Hôm nay anh em gia hạn hội viên thì tôi mới nhớ ra là thôi chết, tôi lại chưa có làm clip tri ân anh em, mà rõ ràng là anh em đã có comment rồi. Rất là xin lỗi anh em Hùng Mạnh. Hôm nay thì anh em gia hạn thì tôi mới thấy là có hai anh em là đạt huy hiệu 15 trên 15 đấy. Đấy, cái huy hiệu 15 thì nó khác biệt với các cái huy hiệu còn lại. Đấy, chỉ có rất ít người ở trên kênh đạt được, nên là hôm nay tôi thấy là có hai anh em có cái huy hiệu 15 mới. Thế là tôi mới check lại xem thì tôi mới phát hiện ra là hóa ra là cách đây 2 tháng là anh em Hùng Mạnh đã đạt được 15 rồi. Và hồi đấy là tôi cũng có hỏi anh em Hùng Mạnh rồi là anh em thích chơi bộ gì tôi làm, thì anh em Hùng Mạnh cũng đã trả lời rồi. Đấy, nhưng mà tôi lại cứ nghĩ là tôi làm rồi cơ, bởi vì là cái bộ của anh em Hùng Mạnh yêu cầu ấy thì có một cái khoảng thời gian là bắn đi một thời gian, sau đó tôi làm rất nhiều những cái line up 12 con, anh em cũng biết đúng không? Đấy là có một khoảng thời gian là tôi cũng làm những cái line up 12 con rất là nhiều. Thế tôi cứ nghĩ là trong cái khoảng thời gian đấy là có cái clip tri ân anh em Hùng Mạnh, nhưng cuối cùng là tôi sau khi mà tôi kiểm tra lại thì là tôi vẫn chưa làm. Đấy nên là rất là xin lỗi anh em Hùng Mạnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi sẽ gấp rút làm cái video tri ân anh em Hùng Mạnh trong cái video ngày mai luôn nha anh em nhá. Thực sự ở đây là một cái chậm chế, là nó gọi là rất là sơ suất của tôi. Đấy, 2 tháng rồi mà anh em cũng không nhắc tôi. Đấy thì nhân tiện cái việc là tôi sơ suất chưa làm video cho anh em Hùng Mạnh, thì tôi cũng xin là nhắn gửi đến các anh em mà đã đạt được cái huy hiệu 45, là nếu mà tôi có chót quên anh em nào thì anh em hãy comment nhá. Anh em hãy nhắc tôi để tôi có thể làm luôn nha anh em nhá. Đấy, nhiều khi là tôi có nhiều việc lắm anh em ạ, nên là tôi cũng nhớ quên quên ấy. Kể cả là cái việc chơi game này, riêng cái việc chơi game đã là nhớ quên quên rồi, chứ còn bao nhiêu các cái công việc khác nữa. Đấy, công việc hàng ngày rồi con cái các thứ vào, nhiều khi tôi quên, anh em thông cảm tôi nhá. Và ngày hôm nay tôi cũng xin được chúc mừng anh em Nguyễn Tân Phát, anh em cũng đã đạt được huy hiệu 15 ở trên kênh. Sắp tới thì tôi cũng sẽ làm cái video clip tri ân anh em Nguyễn Tân Phát. Anh em muốn tôi làm bộ nào thì anh em thể comment ở dưới video clip này anh em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái nội dung video ngày hôm nay. Anh em thân mến, ngày hôm nay thì cũng là một cái video clip tri ân, một cái video tri ân đặc biệt dành cho anh em Nguyễn Bá Hưng, một trong những anh em hội viên lâu năm ở trên kênh. Tôi làm cái video clip ngày hôm nay xin được cảm ơn anh em Nguyễn Bá Hưng đã đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh được 25. Và trong cái thời điểm hiện tại chỉ có 4 anh em là đạt được huy hiệu 25 thôi ở trên kênh thôi. Đấy, thế coi như là đây nó gọi là tứ trụ ở trên kênh đấy. Hay chúng ta còn gọi với cái tên nó dễ gọi hơn, đấy chính là hội viên TS. Thay mặt Game Today thì tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Bá Hưng rất nhiều. Và hy vọng là trong cái khoảng thời gian tới anh em Nguyễn Bá Hưng vẫn sẽ yêu quý và ủng hộ kênh như cái thời điểm hiện tại anh em nhá. Trong cái video clip tri ân ngày hôm nay thì anh em Nguyễn Bá Hưng có mong muốn là tôi sẽ chơi cái con heo, con Light Spirit ở trong cái bộ Greater hoặc là bộ chín lé. Bởi vì cái con heo và con Light Spirit nó đã có thay đổi cái hệ tộc linh mục, cái hệ tộc mục sư ấy, là nó sẽ không kích hệ được bằng một con nữa, nên là chúng ta có thể chơi được ở trong những cái line up fake hoặc là những cái line up như kiểu Greater, tức là kích hệ một hệ. Ok, nên hôm nay tôi sẽ chơi nha anh em nhá. Để xem chúng ta sẽ chơi cái gì. Rau này up được cấp rồi. Ba Hunter. Ba Hunter anh em ạ. Chắc là tôi sẽ up lên cấp để tôi kẹp thêm đỏ vào. Ok. Khả năng là tôi sẽ chơi Greater anh em ạ. Về căn bản là 9 Feather cái thời điểm hiện tại nó hơi đuối. Nó hơi khó chơi. Với cả cái đồ nó cũng không lấy được cái đồ trấn phái cho cây. Ở đây mặc dù tôi ra cây sớm nhưng mà tôi không có giáp xoay, tôi không có chén thánh, nên là tôi cũng hơi nghi ngại về cái việc là late game liệu rằng có thể solo được late game không. Trong khi cái đồ này nó lại khá là ngon cho Greater anh em ạ.
đầu game ghép được cái giáp thép và cái ở đây là có thể là tương lai là cái hai tia, cái ba tia hoặc là cái nó sẽ cướp điện ấy, thì cái bọn Gladiator nó lại khá là ngon. ra phe giờ nhiều phết nhỉ. Ra phe giờ nhiều phết đấy, nhưng mà nó lại không có đồ. Đồ này nó lại hơi yếu anh em ạ. Thôi tôi chốt đồ như này để tôi đánh chuỗi thắng mà. Nên là tôi sẽ cố gắng tôi form dần sang Gladiator thôi. Xây dựng đầu game thì cứ Hunter và Fang anh em ạ. Sau chuyển sang Gladiator. Chỉ cần ra con Gladiator thôi, một con Dominator thôi là chúng ta chuyển được mà. Đấy, ở đây là tôi có tích những cái con 2 đô. À, những cái con mà nó có cặp, nó sắp lên được 2 sao rồi. Đấy, 1 đô, 2 đô, nó sẽ lên 2 sao sớm. Sau đó chúng ta chơi Gladiator, chúng ta đánh chuỗi luôn. Đấy, còn 9 phe giờ đánh chuỗi nó hơi khó. Nói thật là hơi khó. Đánh chuỗi thì cũng là Hunter thôi, nhưng mà cái đồ của nó sẽ phải là cái chiến thánh đầu game thì nó đánh chuỗi nó dễ hơn. Chiến thánh đầu game xong rồi có cây này, xong rồi là form dần sang là 6 phe giờ 3 Hunter. Xong rồi bao giờ có Grim thì chuyển sang 9 phe giờ. Đấy, nhưng mà 9 phe giờ thì nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, nó mới vô địch được. Đấy, anh em thấy không? Ra Dominator dễ hơn ra con Grim rất nhiều. Chuyển luôn nhỉ? 3 Hunter mạnh hơn này là Gladiator chuyển luôn mạnh hơn. Thôi, tôi chuyển luôn này. Ở đây là ôm hơi nhiều Hunter. Rồi. Tạm thời thế này đã anh em ạ. Tôi xác định là tôi đánh chuỗi thắng từ đầu mà. Nên là chúng ta sẽ lấy đồ và chúng ta sẽ có thể là form bài sớm. Đấy, chứ còn không có chơi theo kiểu là giữ máu, giữ chuỗi. Đen nhờ, gặp ngay cái thằng này mạnh quá, không ăn được không? Gladiator thì lại sợ phe giờ. Thế chứ nè. Không sao, bây giờ chỉ cần một con 2 sao thôi. Con Flame là sắp lên 2 sao rồi. Flame hay là con thỏ lên 2 sao cũng ngon này anh em này. Đấy, những cái con này lên 2 sao thì nó sẽ gánh được cho tôi. Mà hy vọng nó sẽ lên 2 sao sớm. Ơ, vẫn vẫn ăn này. Ăn không? Ăn không? Ui, không được rồi. Suýt ăn được anh em ạ, có 43 máu á. Cay thật. Thôi không sao, cho nó cái chuỗi. Ui, giờ xong ra sớm một rau. Đấy, anh em ơi, tôi bảo rồi mà. Nó rất là hợp lý luôn. Ngon nghẻ luôn anh em ạ. Rất là đáng tiếc là bởi vì là cái rau đấy nó lại không phải là cái rau trước. Khi mà nó lại ra cái round sau, đến lúc mà tôi mất cái chuỗi rồi thì nó lại ra với cay anh em ạ. Không sao, bắt đầu từ bây giờ đánh chuỗi cũng được. Thằng kia cứ cho nó có chuỗi đi, sau tí nữa chúng ta qua chúng ta cắt chuỗi của nó. Đấy. Hợp lý. Rồi, cái tầm này ngon rồi. Bọn này chắc bây giờ chả sợ thằng nào đâu anh em ạ. Gladiator cái giai đoạn đầu game này nó chùm luôn. Sợ chắc là 6 Hunter tầm này sợ. 6 Hunter thì có vẻ là nếu mà súng 2 cung đen 2 sao thì có vẻ sợ đấy. Còn những cái line up khác thì không sợ lắm đâu. 6 Clay thì cũng sợ. 6 Clay mà form được ở level 12. Còn Warrior thì ăn được, Warrior thì vô tư này. 6m, 6m thì cũng vẫn có cửa ăn, nói chung là 50-50. Đấy, Goblin thì ăn được, chắc chắn là ăn được rồi. Mấy cái bộ mà đam bé bé thì cũng ăn được. Kiểu Warrior này hay là Goblin là ăn được. Hy vọng là round này sẽ có cái món đồ cho con Flame. Ba tia nó một cái món đồ ngon. Ba tia trừ giáp, hút máu trừ giáp hoặc là cướp điên đều ok. Bộ này đánh tay thôi. Ui đây rồi. Được. Tôi sẽ lấy cái hút máu trước. Món này để chống cái việc là tí nữa là có Warrior là một này. Thứ hai là gì? Thứ hai là nó tăng tốc đánh.
anh em ạ. Cái món này nó tăng tốc đánh. Gladiator này đánh càng nhanh thì chúng ta sẽ càng gây được nhiều những cái chói. Đấy. Nhưng anh em Nguyễn Bá Hưng là có thể là chơi heo kết hợp với heo với cả Gladiator thì nó sẽ trùng đỏ. Ở trong cái bộ này nên tôi sẽ không nuôi cái con Skull Hunter. Đấy, nếu mà cho Skull Hunter vào thì chúng ta lại không chơi được heo. Nhưng mà cái con heo ấy tôi thấy là nó vẫn không ngon đâu. Nếu mà chơi nhá, anh em Nguyễn Bá Hưng có nói là heo hoặc là Light Spirit đúng không? Thì chơi hẳn Light Spirit đi. Light Spirit kết hợp với cái con gì thì mạnh này? Kết hợp với con Battleman luôn anh em ạ. Battleman nhá, nó vừa bị trùng đỏ với cả con heo nhá, mà con heo nó lại trùng cái bộ Frit với cả cái con Light Spirit. Thế tội gì mà chơi con heo làm gì, đúng không? Nếu mà ra heo thì chơi tạm thôi. Nhưng mà nếu mà để mà nuôi heo ấy thì tôi nghĩ là không lên. Đấy, ra con heo 1 sao rồi chơi tạm. Còn độ ra con heo 2 sao thì chơi thôi. Chứ còn tí nữa mà đến cái lúc mà roll ấy, mà roll ra được con Battleman thì chắc chắn là sẽ là chơi Battleman rồi. Combo Battleman này, xong rồi combo kết hợp với Light Spirit tạo thành một cái combo rất mạnh, dồn đam cực kỳ mạnh luôn. Chứ con heo nhiều khi là phải đợi nó đẻ ra được mấy cái con thì chắc là game nó cũng đã hết rồi. Đấy, nên tôi nghĩ là chơi đã chơi là chơi 5 đô luôn nha anh em nhá. Đằng nào cũng chơi đẩy cấp. Chơi heo thì chắc chắn là phải đẩy cấp rồi. Mà đẩy cấp thì chơi 5 đô. Đấy, còn bây giờ bảo là chơi Skull Hunter này thì tôi sẽ hyper roll luôn, ở level 7 luôn. Đấy, nhưng mà không nha anh em nhá. Nếu mà chơi kiểu đẩy cấp thì tốt nhất là chúng ta sẽ chơi chơi 5 đô. Có cái thứ là phải 5 đô anh em ạ. Còn ví dụ như bây giờ bảo chơi hyper roll thì bây giờ dừng lại luôn. Ở 6 ở 7 này roll flame 2 sao 3 sao này. Đấy, làm co này Skull Hunter 3 sao này. Gladiator, Dominator 3 sao, Wing Ranger 3 sao này. Đấy, những cái con 2 đô 3 đô 3 sao gánh kèo. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi đẩy cấp thì chúng ta không lên được 3 sao thì phải chơi bằng 5 đô anh em nhá. Còn 2 đô mà không lên được 3 sao thì yếu lắm. Đẩy cấp thì chắc chắn là rất khó lên. Rồi bây giờ hy vọng là sẽ gặp cái thằng có chuỗi kia. Mà cái tầm này có ăn được không nhỉ? Ăn lủi không nhỉ? Hay là bây giờ lên 7? Thực ra bây giờ khá là thọt tiền đấy, lên 7 là hết sạch tiền. Thôi từ từ anh em ạ. Ui gặp luôn này. Ăn nổi không? Trông có vẻ không ăn được anh em ạ. Đen đấy nhở, gặp lại sớm thế. Ui giời ơi, không ăn được rồi. Không đủ đam, không đủ đam, không đủ đam. Nó lại còn hai con assassin nó bớ vào đằng sau này. Chịu rồi. Kể ra mà up cấp cho thêm con Dominator vào nữa thì ăn được đấy. Có phải không nhỉ? Chả biết. Mà thôi, đen thôi thì chịu rồi. Tôi định để đến sau cái round 15 ấy. Round 16 rồi mới xả tiền. Không nghĩ là có thể gặp nó sớm như thế. Đội hình này kiểu lúc đấy tôi cũng nghĩ là có thể là sẽ là 5-5 thua thôi. Chứ cũng không hẳn là gặp nó là không ăn được. Nhưng mà ai ngờ nó lại có thể tiêu diệt những cái con ở hàng dưới nhanh như thế. Khi mà tôi đang có cái giáp thép ở đây rồi mà nó có thể tiêu diệt rất nhanh bằng như cú crit của con Shadow crit. Thế là chết luôn hai con ở phía dưới. Thế là tiếp cận được con Flame thì chịu thôi. Flame tung được một lần trưởng thì chịu thôi. Trận này có cả mết nhá. Thằng ấy, 5 rồng à, 5 rồng 6 mét đây mà. Thế thằng này cũng khá là đáng sợ đấy nhá. Chơi Gladiator thì nó cũng rất là sợ 5 rồng. 5 rồng 6 mét. Bởi vì cái bộ này nó không có kháng phép. Nó không ghép được kháng phép vào anh em ạ. Nếu mà chúng ta kẹp kháng phép vào thì nó mất cái hệ Gladiator. Solo late game thì không nói. Nhưng mà trong cái lúc chơi ấy thì rất là sợ gặp 5 rồng. Khi mà chúng ta không thể, ví dụ như là chơi beat, anh em có thể chơi cẩn thận ấy, anh em bớt đi những cái slot cho cá vào, kẹp vào đội hình nó vất mạnh. Đấy, nhưng mà cái đội hình này ấy, anh em không thể là anh em, ví dụ anh em có gặp mấy cái thằng mết ấy mà anh em chơi cái đội hình này thì chắc chắn là anh em sẽ không thể nào mà anh em có thể kẹp cá vào cho nó cẩn thận được. Bởi vì nếu mà kẹp cá thì bất cứ hitter thì coi như toang luôn. Nếu mà gặp những cái lineup khác chỉ ăn được mỗi cái bọn mết thôi, nhưng mà gặp những cái thằng khác thì nó đẩy cho cực kỳ kinh khủng. Đấy, đấy chính là lý do làm sao mà nếu mà chơi những cái trận đấu mà có mết ấy là chơi cái bộ này nó hơi thiệt thòi. Nó sẽ gặp những cái bộ mết nó sẽ mất khá nhiều máu.
Đấy, nhưng chúng ta phải chơi cẩn thận, giữ máu đến cái lúc mà solo vẫn mết thì chúng ta lúc đấy chúng ta chuyển sang 6 cái nó chơi. Đồ lại chán rồi này. Đồ chán thật sự luôn. Thôi, chắc là tôi random rồi anh em ạ. Cái đồ này lấy được cái gì đâu? À, có một cái. Lấy được cái viên ngọc. Từ từ đã. Chúng ta có thể lấy được cái viên ngọc ma lăng, sau đó chúng ta sẽ ghép được cái RO đấy anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ giữ lại cái slot này tạm thời đã. Thực ra là có hai cái vị trí mà chúng ta có thể lấy được. Khi mà chúng ta chơi cái con Bad Omen thì chúng ta có thể lấy được quả trứng rồng và cái RO. Nhanh em nhá. Rồi, từ từ đã. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái content mà nó sẽ cực kỳ hay luôn, cực kỳ bùng nổ luôn anh em nhá. Cực kỳ bùng nổ luôn, nhưng mà có thể chúng ta sẽ dồn đồ cho Bad Omen. Làm quả trứng rồng kết hợp với RO xem nó khỏe đến cái cỡ như nào. Đấy, không việc gì phải chơi heo cả, chơi hẳn Bad Omen luôn. RO trong bộ Glitter. Ui, trận này lại có cả cái bọn ấy nhá. Tôi chết rồi. Warrior anh em ạ. Thế thì càng đấy. 9 Warrior. Glitter rất sợ 9 Warrior. Rất sợ luôn. Trừ khi là anh em đủ đồ, anh em đủ đồ anh em mới chơi được. Siêu late game thì mới may ra mới có cửa ăn. Thằng kia hy vọng là nó sẽ có chuỗi đến hết round 20. Đừng có mất chuỗi nhá, giữ cố gắng giữ bạn ơi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở sau round 20. Đấy, round 21 gặp lại nhau đó là đẹp. Cố gắng giữ chuỗi. Thảm quá nhỉ. Ua, tài to này. À, chưa sáu đỏ. Thằng này xả tiền cắt chuối đấy. Ghê. Đừng có mất chuối cho thằng này nhá. Này chơi đỏ cũng căng đấy nhá. Hy vọng là thằng kia là không mất chuối cho thằng này. Sợ phết đấy. Gặp cái thằng Berserker 2 sao kẹp 4 đỏ này, kẹp 2 Glacier. Cũng căng đấy. Vừa nãy tôi có tự tin là tôi đánh chuỗi thắng, nhưng bây giờ tôi đang đánh chuỗi thua anh em ạ. Dã man. Thật luôn. Tin được không? Cái lúc lấy khi mà tôi lên được con Flame 2 sao và con Skull Hunter 2 sao ấy. Ôi dồi ôi, anh em nhìn kìa, thằng kia nó mất chuỗi cho thằng Warrior. Mới cay chứ lại, thôi chết tôi rồi. Tại sao lại mất chuỗi cho cái thằng đấy? Ôi dồi, mất chuỗi cho đúng cái thằng thiên địch của tôi anh em ạ. Cay thế nhờ. Xong rồi. Khó đấy. Thà mất chuối cho cái thằng sáu đỏ còn được. Đi mất chuối cho cái thằng Warrior mới cày. Thề. Mà cái vừa lấy tôi cứ nghĩ là tôi đánh được chuỗi thắng rồi anh em ạ. Bây giờ tôi đang đánh chuỗi thua. Ảo ma Calada thế nhờ. Tôi cứ nghĩ bài tôi là to rồi, nhưng mà bọn nó to vãi đái luôn. Trông thằng nào cũng to ấy, anh em ạ. Thằng này có ăn nổi không? Trông cũng không ăn nổi thằng này luôn ấy anh em ơi. Ui vãi cứt ạ. Ăn nổi không? Ủa sao khó thế? Game khó thế. Thật. Ui mẹ ơi, game khó thế anh em ơi. Thua hết ạ. Không ăn được thằng nào luôn mà. Đang đánh chữ thua này. Ui chết rồi, máu tụt rồi kìa. Quá đáng sợ luôn. Còn con game toàn siêu nhân vậy. Cái thằng có chuối nó xanh lè luôn mà nó vẫn còn thua thằng Warrior. Tôi cứ nghĩ thằng này nó không thể thua được chứ. 6 Assassin nó vẫn thua được là sao nhỉ? 6 Assassin nó đánh thua 6 Warrior. Chưa tính là có những cái thằng Aegis từ cũng ghê đấy anh em ạ. Mết Aegis bộ Glitter này nó cũng khá là sợ đấy. Rồi thì cứ lại. Ủa trận này mỗi thằng chơi một kiểu à? Đỏ này, cứ lại này, Glitter này, Exorcist này, Mết này, Warrior này. Ủa 5 bộ hả? Assassin là 6. Mỗi thằng chơi một layup. Dã man thật sự luôn.
Tường thấy có thằng đang chuẩn bị đánh Saman rồi. Thằng Saman chắc là nó đánh để nó counter với thằng Mate với cái thằng Exit ấy. Trận này Gladiator sợ nhiều thằng quá nhỉ. Gặp Assassin thì đứng tụm vào thì cũng chết. Đứng tụm như thế này ấy, mà gặp cái thằng Assassin kia tí nữa không biết là có câu con gấu Assassin 2 sao không. Chứ còn nếu mà đứng tụm như này mà gặp Assassin thì nó chỉ một nhảy thôi là bay màu cả đội hình luôn. Đấy, cáo nó chọt cho một phát thì cũng bay màu thôi. Là phải đánh tách đội hình ra, nhưng mà tách đội hình ra thì gặp ngay mẹ cái bọn Exit. Gặp ngay bọn Exit luôn. Exit Hunter đánh ở level 10 đam cực to luôn, kẹp cái lùn. Chưa tính đến cái bọn Warrior đứng tụm vào thì lại ăn được Warrior với ăn được Exit. Nhưng mà lại bị một cái là cái bọn Assassin với cả cái bọn Mate nó thổi cho một phát thì úi rồi luôn. Trận này lại ra ấy này, ra flame này, có chơi không? Chơi đẩy cấp rồi chơi flame à? Rồi ghép đồ đã này. Có cái ba tia tôi ghép luôn anh em nhá. Như tôi đã nói ở cái giai đoạn đầu chơi ba tia này ngon. Ok. Trận này ra flame lấy không nhỉ? Thực ra ôm con flame này nó phải lên được 3 sao để mới chơi cơ. Nhưng mà tôi lại có ý định là tôi lên 9 rồi mới chơi cơ anh em ạ. Chuyện tử chơi ở 9 cơ. Tôi không chơi ở 8 đâu. Chơi ở 9 roll Bad Omen, roll Light Spirit. Chứ chơi ở 8 roll mấy cái bọn đấy nó lâu lắm. Nó không lên được 2 sao đâu. Ăn được rồi này, ăn được rồi này. Đấy, có 2 tier khác hẳn luôn. Khác biệt đấy anh em ạ, khác biệt đấy. 2 tier nó đều có khả năng trói hết. 3 tia cũng thế. Úi giời ơi, này thêm quả trứng này. Thôi xong rồi. Bài cho flame anh em ạ. Thôi, không áp cấp nữa anh em nhá, cho rồi nó. Úi đúng thật luôn. Thiếu một con. Một con flame nữa rồi. Cái nhờ chơi kiểu úi giời ơi, nó ra này cơ mà. Cà lông nữa này. Thế thì không được. Thế thì lại không được. Không. Cà lông với Sidon. Thế thì tôi không có đập trứng cho con flame đâu anh em ạ. Cà lông thì đương nhiên nó sẽ phải là lên 9. Thôi không. Flame tự ra thôi anh em ạ. Lên 9. Không nhá anh em nhá. Tôi chắc chắn là tôi sẽ không có dùng trứng để tôi đập cái con flame này lên cái cấp 3 sao đâu anh em ạ. Rồi, chúng ta lên 9 anh em nhé. Lên 9 để kiếm mấy con 5 đô đây anh em ạ. Chuyển đồ cho Calon. Tôi sẽ áp 9 thôi, thêm một con flame vào. Đấy, con này 2 sao gánh luôn. Coi như chúng ta có thêm con 2 sao đi. Chứ còn chưa roll 3 sao vội. Mấy cái con ở đây toàn là những cái con đánh tạm thôi mà. Đấy, cái con gấu thay bằng ngộ không 5 đô. Con Velomancer thay bằng Battleman. Còn cái con đỏ thì cũng thay bằng con Battleman luôn. Đấy, sau đó có thể là Light Speed ra. Trận này chắc giữ lại con Flame 3 sao. Nếu mà nó lên thì chơi. Nó con Flame nó không trùng với con nào cả, nhưng chúng ta chơi được. Trận này thì cái đoạn này tôi lại giữ máu tốt rồi anh em ạ. Lại ổn rồi. Không đến lỗi là mất máu như cái giai đoạn trước. Đấy, 6-7 máu là ok. Rồi gặp lại 9 Warrior này. Thua đó. Không ăn được. Tôi khẳng định với anh em luôn. Chắc chắn là thua. Bao giờ có Battleman thì có cái cửa. Battleman và Light Spirit thì ăn được. Còn bây giờ không thể ăn được đâu. Thằng này nó còn chưa mắc binh đâu. Nó mới chỉ 9 Warrior thôi. Mà tí nữa nó lên được level 10 thì nó sẽ kẹp với cả Kira nữa thì khó ấy. Nó đẩy tôi kinh không này. Vãi đài á, 16 máu luôn. Rất khó chơi luôn ấy. Trận đấu mà chơi Gladiator gặp Warrior đúng khó chơi luôn. Chúng ta sẽ phải có cái hút máu trừ giáp chúng ta mới ăn được. Nếu mà không có hút máu trừ giáp thì xác định luôn là không bao giờ ăn được. Hy vọng là sẽ có hút máu trừ giáp ở round 25. Không có hút máu trừ giáp và tiếp theo là gặp Warrior nó sẽ đẩy cho tôi khoảng 20 máu.
khó chịu cực kỳ luôn á. Đây này. Cái thằng người nước kẹp với cả Sama này. Người nước Sama này. Úi ơi, may quá, bắn đúng vào con người nước ạ. Được quá nhỉ, flame được quá nhỉ. Mà chơi ở level 9 á. Chơi người nước Saman chơi ở level 9 là sai lầm rồi. Úi rồi, đều rồi anh em ơi. Hay quá nhỉ. Yeah. Rồi, như này chứ. Quên. Rồi con này bán á. Làm gì có slot để cho vào đâu. Nó bị trùng hệ anh em ạ. Tôi chắc là tôi ở 9 tôi roll thôi anh em. Không lên được 10 đâu. Cố gắng roll thì con flame lên 3 sao cho nó gánh đã. Đến cái tầm này là cần 5 đô 2 sao hoặc là 2 đô 3 sao rồi. 30 tiền này không biết có ra được thêm hai con flame nữa không nhỉ. Tôi sẽ giữ lại một quả trứng cho con cá lông. Cá lông thì late game nó mới là chân lý anh em ạ. Đánh với Warrior, cá lông, dồn am. Đánh với Lancer. Tinh thể mana. Cái món này cũng được. Trận này sợ Warrior nên chắc là lấy giáp thép thôi anh em. Ui. Được đấy nhở. Nhưng mà từ từ nhá. Thế thì thôi, từ từ, bình tĩnh, tự ra đi. Tự ra đi, không muốn đập trứng đâu. Trứng người đập cho Bad Omen với cá lông. Cứ bình tĩnh. Từ từ đã, tiền 50 tiền rồi luôn. Bây giờ tôi còn 50 máu ấy, tôi cũng chưa vội lắm á. Bình tĩnh. Ở đây chúng ta có thể ghép cái hack. Cái hack này ngon. Hack cái tí nữa là kết hợp với cả con Light Spirit. Tăng khống chế rồi có thể tăng sát thương. Không biết là bây giờ tôi gặp cái thằng Warrior liệu rằng tôi cắt chuỗi của nó không nhỉ. Xanh thật đấy. Lên level 10 rồi anh em ạ. Xanh thật sự. Tuy nhiên tôi ra Bad Omen nhưng mà phải 2 sao thì mới ra mới ăn được. 1 sao không ăn thua. 1 sao này không ăn thua. Chưa tính là với thằng Egosid cũng khá là đáng sợ đấy nhá. Đây này, gặp luôn này. Ui dồi ôi. Ui mày thế rồi cho con cá lông ạ. Tí nữa thì ăn đòn à. Vãi đái này, Egosid nhưng mà dồn đồ cho con gì nhá. Dồn đồ cho con ngựa. Vãi đái. Khỏe đấy. Ui em ơi. Điêu thật sự. Dồn đồ cho ngựa. Ui vãi đái Egosid ạ, khỏe thế nhở. Trông kìa. Điêu thật. Điêu thế nhở. Rồi, ui flame tự lên 3 đấy là ngon rồi. Quyết định nó gọi là sáng suốt luôn. Rồi, thế thôi lên 10 luôn anh em ơi. Không đánh được 9 nữa. Tầm này đợi lên 10 luôn. Lên 10 kiếm cá lông 2 sao. Light Spirit chưa ra đây này. Cứ bình tĩnh, cái con flame này nó lên được 3 sao là gánh cho tôi được đấy. Tôi nghĩ là nếu mà thua mất ít máu á. Con này là một cái con solo được. Lên game là solo được. Sợ chắc sợ Warrior rồi anh em ạ. Warrior nó vẫn là thế lực đấy. Cái tầm này Warrior nó đấm hết. Assassin thì ăn được. Assassin thì có cửa ăn được. Úi dồi, úp lồng hay thế. Ui, tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quả úp lồng úp toàn bộ co của địch ở trong cái lồng luôn. Thế đi lại vô tư. Con flame này nó đánh càng lâu nó càng khỏe. Tốc nó càng nhanh. 29 nha anh em nha. Cố gắng giữ cho 29 lên 10. Cái thằng gót kết hợp với cả người nước ấy, Saman ấy, nó đánh sai anh em ạ, nên nó cũng sắp đi rồi. Cái thằng đấy nó đánh sai bài. Cái bài Saman kẹp với cả người nước chỉ đánh ở level 8 thôi. 4 gót kẹp người nước, kẹp 4 Saman đánh ở level 8. Lên 9 là nó sai lầm. Lên 9 thì khó luôn, lên 3 sao lắm. Mà cái bài đấy bắt buộc phải con người nước phải lên 3 sao. Đấy. Nếu không lên 3 sao thì không ăn được. Chả đánh được ai luôn.
Còn lên 3 sao ấy, nhiều khi là như cái bọn tôi đang chơi này, Gladiator con người nước nó chỉ cần Blink xuống nó lướt một phát thôi là bay màu gần hết rồi. Đấy, lướt phát thứ hai là bay màu hết. Chưa kịp làm gì luôn. Cái con Flame 3 sao này ấy, nó chịu được mấy lướt của con người nước đâu. Vãi cứt cái thằng này nó xanh thế này. Lancer 2 sao luôn ạ, round 28 Lancer 2 sao ạ. Ôi mẹ ơi, nhìn kìa nó đẩy tôi kìa. 22 máu, ôi ôi. Thế là một round nữa đi luôn à? Dã man. Sợ quá anh em ơi. Không hiểu kiểu gì luôn ạ. 23 máu là chết được round này không? Chắc là không. Gặp Warrior thì mới bị đẩy nhiều thế thôi anh em. Còn những cái thằng khác thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ đánh được thôi. Assassin là cái thằng khỏe nhì. Exorcist à? Exorcist gặp rồi. Round này gặp thằng Saman. Gặp Saman chắc tôi nghĩ không thể làm nó đẩy được tôi 23 máu đâu. Chắc là vẫn ăn được. 31 roll anh em ạ. Tiền này không đủ để roll. Tiền này không đủ. Từ từ đợi tí đã. Tôi thì tôi có một cái mà tôi rút ra được từ quá trình tôi chơi là tôi cứ phải ít nhất là tôi phải roll khoảng 6 phát đến 8 phát thì tôi mới ra được cái con bài mà tôi cần. Đấy, 8 phát, 8 nhân với cả 2 đã là 16 rồi anh em ạ. 16, 19 chứ 16 không đủ tiền mua. Đấy, 5 đô là nó 5 đô mà. Saman ăn được, yên tâm, ăn được, ăn được. Đấy, ok, ok, ok. Rồi. Tôi tính ra này gặp Saman rồi là tôi cũng không sợ lắm. 30 tiền, mất 16 tiền để roll ra được một con, 8 lần roll. 8 lần roll thì chúng ta sẽ còn... Ui, có thằng cắt chuỗi kìa. Dã man, thằng Assassin cắt được chuỗi của thằng ấy á. Siêu vậy. Assassin cắt được chuỗi của Warrior anh em ạ. Ảo thật sự. Round sau tôi sẽ có 8 lần roll, sau tôi sẽ mua được một con nào với 5 đô. Hy vọng là ra Bad Omen hoặc là Kalong thì tôi sẽ đập trứng. Bây giờ phải đập trứng thôi anh em ạ. Một lần nữa gặp Warrior là bay màu đấy. Tầm này có ăn được đâu. Cái lý do không ăn được là bởi vì là không có cái hút máu trừ giáp đấy anh em. Đây này, tôi vẫn đang để cái này, đã có đâu. Bảo là lấy cái giáp thép để đánh nhau với Warrior có ăn được đâu, không ăn được. Bắt buộc phải có cái hút máu trừ giáp anh em ạ. Cái bộ Warrior cực kỳ kinh khủng luôn. Trong cái giai đoạn hiện tại là cái bộ đấy hình như là được bóp ngầm hay sao ấy. Khỏe lắm, tôi chơi tôi biết mà. Trong mấy cái clip trước tôi cũng có chia sẻ với anh em về cái bộ Warrior ấy. Dạo đây không hiểu sao mạnh như thế. Mà cái bộ này nó dễ chơi ấy, cái vấn đề là thế. Dễ chơi, dễ trúng thưởng, nó không khó chơi. Như những cái bộ khác nó khó chơi hơn nhiều. Bộ đấy chỉ cần mua những con Warrior cho vào thôi là được rồi. Rất là dễ chơi. Không có luôn anh em ạ, à. Vãi đái ạ. Đi rồi. Thôi phải lấy chén thánh thôi chứ biết làm nào. Cái món đồ hồi máu được thôi. Chứ còn bây giờ không biết làm nào luôn anh em ạ, à. Cay thật đấy. Bad Omen này. Cà lông luôn. Ui hay quá bạn ơi. Tuyệt vời. Ui rồi ra con này luôn. Ui rồi được quá đi mất tôi anh em ơi. Thế thì lại sống. Thế thì lại sống. Thế thì lại sống. Ờ thế thì được rồi. Rồi lấy chén thánh thôi. Chắc chắn thôi. Gặp Warrior thì vẫn sống. Nhưng mà ăn thì không ăn được đâu anh em ạ. Ăn thì không ăn được. Ăn thì không ăn được. Bây giờ trứng này. Từ từ ra xem đập cho con nào. Bây giờ ca lông mà nó ra ấy, thì tôi sẽ đập trứng cho con Bad Omen. Còn không ra tôi đập trứng cho ca lông. Thôi được rồi. Thế thì chắc là tôi sẽ đập trứng cho ca lông anh em ạ. Ok. Đập trứng cho ca lông nha anh em nhá. Rao sau. Rao sau là gặp cái thằng Warrior là phải đập luôn. Không là đi đấy. Khẳng định với anh em luôn là nếu mà rao sau mà không đập là đi. Rồi rồi. Ăn được cái thằng này được rồi. Sao? Căng thật sự. Vẫn chưa chết à? Ừ chết đi. Đúng rồi. Ui giời, Bad Omen lên 2 sao. Thế thì không cần. Đập trứng cho ca lông thôi anh em. Hút máu chưa giáp luôn. Sống rồi anh em ơi. Mẹ vãi cứt. Không thể tin được luôn. Thế là sống rồi. Hết hồn anh em ơi. Đại hát vãi cứt luôn anh em ạ. Cái round này gặp đúng cái thằng Warrior thì coi như là sống. Thôi rồi, đập trứng thôi chứ còn làm nào đâu. Căng thật sự luôn đấy. Tất nhiên là sẽ dồn đồ cho ca lông anh em nhá. Nhưng mà tôi thử một round xem là con nào mạnh hơn đã. Anh em ạ. Thử đã, thử đã, thử đã, thử đã.
chúng ta cứ để một cái round này cho Flame xem liệu rằng con Flame này nó có đấm được cái bọn Guardian không. Nếu mà nó không đấm được thì round sau sẽ là Kalong nha anh em nhá. Với cái số máu như này thì tôi gặp Guardian tôi không thể chết được. Đấy, ra được bài bộ như này là ăn được. Ego Seed ạ. Ồ, vãi cướp. Úp chưa? Ego Seed dồn đồ cho cái con ngựa 3 sao ạ. Này, oánh hay nhở. Con tên hay đấy. Ồ, được đấy nhở. Con tên ghê đấy. Úi rồi, nó ăn được tôi luôn này. Vãi cả đài luôn. Con tên được rồi nhở. Úi ôi, nhưng mà nó đẩy tôi 13 máu. Tôi chết mẹ, 13 máu này gặp Warrior có lọt không? Sợ quá đi mất tôi anh em ơi. Thôi, không liều nữa, không liều nữa. Tôi định là thử một round nhưng mà tôi không dám để con Flame này luôn. Phải Kalong thôi anh em ạ. Không chết toi luôn nữa round sau đấy. Sợ quá. Máy bay à? Được. Sợ quá anh em ạ. Round này chắc chắn là gặp Warrior rồi. Bảo là còn 23 máu thì còn liều được như vậy. Vãi cứ không thể tin được là thằng Ego Seed nó đẩy tôi 13 máu. Tôi nghĩ gặp thằng đấy thì nếu mà thua lọt một con thôi, ai ngờ lọt nhiều như thế. Mà cái trò mà dồn đồ cho ngựa xong rồi blink xuống giáp xoay thứ kinh phết đấy nhỉ anh em nhỉ. Nó quẩy một phát mà bay màu toàn bộ đội hình của tôi mà. Sợ thật. Không thể tin được cái sức mạnh của con ngựa ấy. Rồi gặp Warrior này. Càng đấy. Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Úi đúng rồi, gọi nhiều đệ lên. Nhưng mà trông nó có đồ Kira kia, trông nó cũng căng quá anh em ơi. Ăn nổi không? Ủa anh em ơi, sao tôi trông không ăn được nhỉ? Được không? Được không? Gì đó, đúng rồi. Úi trông thật sự luôn. Nhưng mà lại bị hết. Ồ. Ồ, ui trâu quá anh em ơi. Vai cứt. Ok. Vai đái ạ. Trâu kinh khủng luôn. Thật sự là như thế luôn. Cái con đấy là nó hơi thiếu đồ tăng đấy. Bây giờ nó chỉ cần giáp xoay nữa thôi thì chắc nó bất tử. Tôi bây giờ tôi không có cái giảm hồi máu thế này. Càng quá nhỉ. Rồi nói chung là nếu mà nhìn cái bài mà vừa cái đao vừa rồi ấy, anh em cũng thấy là mất nó cũng ít máu thôi. Lọt thì chắc là cũng lọt một con thôi. Còn 10 máu này là sẽ lọt được 2 lần. Mỗi lần là lọt là mất 5 máu. Bây giờ thì sợ thằng Ego Seed này. Ego Seed nó sang đây này. Bây giờ sợ Ego Seed blink xuống. Bây giờ không biết làm nào luôn. Ego Seed vừa đi. Sợ quá đấy mà thôi. Còn cái thằng Assassin. Assassin này ăn được không? Kẹp cọc. Assassin kẹp Kira kẹp cọc. Úp lồng ngon, ăn được rồi. Úi giời, cáo lăn vào lồng. Thế thì chết rồi. Đẩy nhiều máu luôn. Hay, không sợ Assassin anh em ạ. Không sợ Assassin. Kalong 2 sao rồi thì không sợ nữa rồi. Bây giờ chỉ sợ là cái thằng Ego Seed. Ảo ma Canada thật sự. Ố. Đi rồi. Ui hay quá. Ui lại ra cái giáp thép của tôi luôn. Quá tuyệt vời. Được quá anh em ạ. Rồi. Thế là còn Assassin với Warrior thì khả năng cao là chúng ta sẽ ăn được đấy. Anh em ạ. Khả năng cao là sẽ ăn được. Tôi cẩn thận tôi ghép hai cái hack luôn. Anh em nhá. Tí nữa chúng ta có đồ cam hack nữa là chúng ta có hai cái hack. Lần lượt hack hai cái luôn. Bao giờ là mới có thể tỉnh dậy được. Bây giờ trứng này sẽ để dành cho Light Speed thôi. Tí nữa tôi cũng sẽ dồn đồ cho Light Speed nữa. Kalong với Light Speed cầm đồ. Hai con à. Lại tinh thể mana này. Ui đây rồi, thôi xong rồi. Thế thì Warrior mày sang đây hộ tao cái. Xong rồi anh em ơi. Thế này thì vô tư. Vô tư rồi anh em ạ. Quá đơn giản. Random nha anh em nhá. Không có đồ, đồ này không dùng được. 3 tia luôn ạ.
Được luôn. Sợ gì? Bây giờ hút 6 chữ giáp rồi sợ gì đâu. Ba tia luôn, chơi với Guardian luôn. Em Warrior đến đây. Rồi thả cái thạch xuống hất tung kìa. Bay màu hết rồi. Xong rồi, bây giờ sẽ là một mình mày solo. Bây giờ sẽ là một mình mày solo. Ok, nhưng mà đây cái bóng à. Thằng này nó chết rồi, nó chẳng có ý nghĩa gì nào. Nhưng mà nó thể hiện cái sức mạnh của đội hình này. Khỏe quá anh em ơi. Sợ chưa? Sang soi đi, sang soi thoải mái luôn. Sang soi thoải mái luôn bạn ơi. Cứ để như này làm gì thì làm. Ăn nổi không? Nhắm xem có ăn nổi không? Đồ bây giờ dồn cho Light Squid để dồn cho Talon anh em nhé. Nào gặp Assassin. Này thì Assassin, ui đẩy nhiều máu lắm anh em ơi. Ui anh em ơi, 30 máu là ít ý. Trông căng chưa này. Ui vãi đáy. Đi luôn ông. Căng đấy, 25 máu anh em ạ. Ngộ không luôn. Quá tuyệt vời. Nhưng mà từ từ đã, con gấu sắp lên được 3 sao rồi. Gấu là một con nữa thôi mà. Mình tới, gấu sắp lên 3 sao rồi. Đây này, không. Được thôi. Bỏ cũng không, em gấu 3 sao anh em ạ. Ok. Về căn bản là cái con gấu nó tăng cơ, nó khỏe hơn không. Nếu không, trận này không đóng vai trò là gây đam mà. Chúng ta có ca lông rồi. Ca lông được lên là quá thừa. Bây giờ cái cửa gì ăn được? Bây giờ cái cửa gì ăn được? Lãnh là sợ thôi anh em, bây giờ late game rồi. Siêu late game rồi. Úi dồi ôi, anh em nhìn này. Quay con này chắc đi luôn. 17 máu, đỡ nổi ra này không? Đỡ nổi không? Nghĩ là không đỡ nổi đâu. Úi dồi ôi, nhìn kìa. Thôi đi rồi, đi chắc luôn. Xong. Hóa ra là Warrior lại chết trước anh em ạ. Quả trứng bây giờ nó lại thừa. Rồi, những cái đồ còn lại này dồn cho Light Split thôi. Đồ này. Nó chưa có. Chỉ có yêu. Đang thơ để cho con Calum còn. Rồi, bây giờ thì Assassin thì cửa gì ăn được. Assassin bay xuống phát là úp lồng luôn. Giết được chắc là hai con gấu là xong rồi. Vào xuống chém, bay xuống chém hai con gấu là hết rồi còn gì nữa. Xong chưa? Ui rồi hất tung một phát là bay màu toàn bộ đội hình. Xong rồi anh em ạ. Dao này chắc cũng cơ đâu đấy tầm khoảng 20-30 máu. Quá ra màn luôn. 27 vào. Đội hình này có khác gì siêu rẻ đâu. Kinh khủng thật sự luôn. Bố tội là hơi nhiều lắm đồ. Bài nó cũng phải hơi độ tí mới chơi được đấy anh em ạ. Mà công nhận là lên được thì đúng là bá đạo thật sự luôn. Chả có thằng nào ăn được luôn. Khỏe kinh khủng. Quá nhiều khống chế, quá nhiều là coi như là summon elite, rồi quá nhiều là sát thương. Nói tóm lại là siêu lết thì cũng mạnh đấy. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hết đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những cái siêu phẩm hay nhất của tháng 8 anh em nhé. 5 rồng kết hợp với cả bom, 5 giây chúng sinh bình đẳng dọn toàn bộ bàn cờ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, anh em đến với siêu phẩm suối nguồn bất tử anh em nhá. Dồn toàn bộ đồ cho sao Ripper cực kỳ hay và hấp dẫn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.